Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 2901 Anh ta giơ tay lên, đánh một trưởng vào phía Đường Tuấn. Lóng bàn tay anh ta trong suốt như ngọc, chỉ tay giống như huyết mạch của trời đất, mang đến cho người ta cảm giác rộng lớn, dường như cả trời đất cũng có thể sụp xuống dưới lòng bàn tay của anh ta. Đường Tuấn thấy người này, vẻ mặt anh nghiêm trọng hơn nhiều, dùng lòng bàn tay đánh lại anh ta. Đoàng đoàng, hai bàn tay chạm vào nhau, phát ra âm thanh kinh thiên động địa, vang khắp không gian tầng thứ 8. Cơ thể đường Tuấn dừng lại, rồi sau đó bay ra ngoài một khoảng, mà Bạch Phù chấp lấy cơ hội này, cười lạnh với anh, xông vào tầng thứ 9. Đường Tuấn đạp vào trong không chung mấy bước, nơi bị anh bước qua, không khí phát ra tiếng nổ, mặc dù không có bị thương, nhưng anh có chút không chịu được. Người nọ ra tay lạnh lùng nói, tôi bảo anh dừng tay, anh không nghe thấy sao. Đường Tuấn đánh tan sức mạnh mà va chạm vào bàn tay anh vừa này, anh cũng lạnh lùng nói, Đạo Nhất Thần tử, anh muốn ngăn cản tôi. Người vừa ra tay chính là người đứng đầu của Tinh vực Kỳ Lân, Đạo Nhất Thần tử. Đạo Nhất Thần tử nhìn Đường Tuấn, thu bàn tay về, biểu cảm hơi kinh ngạc nói, không nghĩ ngờ người mạnh nhất trong thế hệ của Vạn Diệu cung lại là anh. Trương Long Sơn, anh có thể đỡ được một trưởng của tôi, thực lực của anh có thể xếp vào trong hạng 20 của Vạn Tiên, cũng rất tốt vạn diệu cung đào tạo ra anh cũng không dễ dàng gì, anh đừng lầm tưởng. Audio điện tử võ tấn bền Lúc này Triệu Huyền cũng tỉnh táo lại, đứng cạnh đường Tuấn, kéo tay đường Tuấn nói, anh em họ trương, anh phải suy nghĩ kỹ lại. Đường Tuấn liếc nhìn lối đi dẫn lên tầng 9, trong lòng thở dài, anh đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giết chết Bạch Phù rồi. Nhìn thấy biểu cảm không cam lòng của đường phân đạo nhất thần từ cảnh đường Tuấn, đạo nhất thần từ cảnh cáo nói, Bạch Phủ là người vực Bạch Hổ, ra thế sau lưng con mạnh gấp mấy lần vạn diệu cung các anh, tốt nhất anh không nên lộn xộn nữa. Vạn tiên hội lần này vì muốn đoàn kết các đệ tử của năm tinh vực lại, nếu là bởi vì anh, mà để phá hư vạn tiên hội lần này tôi nhất định sẽ chém chết anh không tha. Cho dù ông già thiên diễn cầu tôi tha thứ cũng vô dụng. Anh có nghe rõ không? Triệu huyền thấy vậy, trong lòng thở dài, có đạo nhất thần tử ra mặt, Bạch Phủ nhất định không thể giết sắc mặt đường Tuấn hơi u ám, nói, nếu như tôi nhất định phải giết anh ta. Đạo nhất thần tử bộc phát ra một luồng khí thế nói, vậy đừng trách tôi không nể mặt. Những người tu hành ở tầng thứ 8 cũng lặng lẽ nhìn cảnh này, có vài người có vẻ mặt diếu cợt, muốn xem Trương Long Sơn có dám gây khó dễ cho đạo nhất thần tử hay không. Có người thấp giọng nói, đạo nhất thần tử xưng bá trong thế hệ trẻ tuổi ở tinh vực kỳ lân đã gần 10 năm, có rất nhiều người khiêu chiến, những cho đến này vẫn chưa có ai tiếp được một triệu của anh ta, Trương Long Sơn sẽ thành ngoại lệ sao? Có người lắc đầu nói, tôi thấy rất khó, đạo nhất thần tử quá mạnh, có tin đồn nói thể chất của anh ta rất đặc thù, cơ thể anh ta do thành tạo ra. Trương Long Sơn mạnh mẽ cũng có giới hạn, sao có thể là đối thủ của đạo nhất thần tử được, tôi thấy anh ta vẫn sẽ bị một chiêu của thần tử đánh bại. Đường Tuấn nhìn đạo nhất thần tử, anh có thể cảm giác được trong cơ thể của đạo nhất ẩn chứa một sức mạnh vô cùng đáng sợ, Giống như một ngọn núi lửa phun trào vậy. Chương 2902. Đạo nhất thần tử nhất định là đối thủ đáng gờm của mình. Nhưng Đường Tuấn không hề sợ chiến đấu, trái lại mà trong lòng anh tràn ngập khí thế chiến đấu. Mặc dù anh mới đạt động hư cảnh, nhưng dựa vào rất nhiều nội tình, thậm chí anh có thể đánh bại người đỉnh phong của động hư cảnh, anh dần dần nuôi dưỡng khí thế bất khả chiến bại. Mà bây giờ sự xuất hiện của Đạo nhất thần tử chính viên đá quý giá nhất của anh ngay khi đường Tuấn chuẩn bị ra tay, cả tòa tháp đăng long bỗng nhiên rung lên. Trong đám người vang lên tiếng hộ lớn, có người đã xông vào tầng thứ 10 rồi. Mặt của đạo nhất thần tử và những người ở tầng thứ 8 cũng lập tức biến sắc. Tháp Đăng Long cộng tầng 10, có thể tưởng tượng được tầng thứ 10 nhất định rất đặc biệt, nếu như trong tháp Đăng Long có bảo vật, rất có thể trong tầng thứ 10 có. Đạo nhất thần tử nhìn đường Tuấn, trầm giọng nói, bây giờ tôi không có thời gian đánh nhau với anh đâu, nhưng đừng quên lời tôi nói, anh còn dám làm bậy, tôi nhất định ra tay trấn áp anh. Nói xong, đạo nhất thần tử bay trở về một mình, giống như một thần bảo vệ. Người anh ta bảo vệ đối tượng chính là mộ thanh, nếu như không phải là bởi vì mộ thanh, anh ta đã sớm lên thẳng tầng thứ 10 rồi, vốn dĩ không thể chậm chế ở đấy được. Thánh nữ mộ thanh, đã có người xông vào tầng thứ 10, cô và tôi đi cùng nhau, cũng có thể phối hợp với nhau. Đạo nhất thần tử có khí chất nho nhã, giống như người khiêm tốn, khiến người khác không thể cưỡng lại được. Mộ thanh cũng gật đầu, hổ tử nhất định sẽ tiến vào tầng thứ 10, cô ta cũng muốn chiến đấu ở tầng thứ mới. Mấy người bước đến, cố gắng đi vào lối đi lên tầng thứ 9. Mộ thanh bỗng nhiên nhìn đường Tuấn, môi anh đào khẽ mở nói, đừng lên tầng thứ 10. Chẳng biết tại sao, cô ta cảm nhận được luồng khí thức quen thuộc từ trên người, Trương Long Sơn, cô ta không muốn thấy anh đi vào chỗ chết. Đạo nhất thần tử khẽ nhíu mày, nhìn đi nhìn lại giữa Trương Long Sơn và Mộ Thanh, Mộ Thanh cũng tỏ ra tốt bọn với tên này. Nhưng anh thật sự không thể tưởng tượng được ở hai người này có điểm giống nhau gì, một người là thánh nữ vô song của tinh vực Chu Tước, một người là đệ tử vô danh của tinh vực Kỳ Lân, hai người tranh lệch quá lớn, giống như công chúa và kẻ ăn xin vậy. Cảm ơn, nhưng tôi nhất định sẽ lên tầng thứ 10. Đường Tuấn khẽ gật đầu, Mộ thanh khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì nữa. Tính cách cô ta hướng nội, Trương Long Sơn, vẻn vẹn chỉ là cho cô ta một loại cảm giác quen thuộc mà thôi, cho nên cô ta mới có lòng tốt nhắc nhở vài câu. Nếu đối phương không nghe, cô ta cũng không nói nhiều. Khi mấy người mộ thanh và đạo nhất thần tử tiến vào tầng thứ 9, không gian tầng thứ 9 yên tĩnh trong giây lát, có vài người nhìn đường tuấn với ánh mặt phức tạp, một lúc sau, mọi người lần lượt bắt đầu tiến vào tầng thứ 9. Trận chiến ở tầng thứ 10 đã bắt đầu, bảo vật trong truyền thuyết có thể sẽ xuất hiện, bọn họ cũng phải thử giành lấy nó. Người anh em họ Trương, anh thực sự sẽ không đi đúng không? Giọng nói của Triệu Huyền khẽ run rẩy. Anh ta hơi trột dạ, dấu sao thực lực của tên Trương Long Sơn, mạnh hơn so với sự huynh của anh ta, tên sư đệ này khiến cho anh ta hơi xấu hổ, mặt đỏ hửng lên Đường Tuấn gật đầu nói, chẳng nhẽ anh không muốn đi xem xem tầng thứ 10 có bảo vật xuất thế nào sao? Chương 2903. Mắt Triệu Huyền sáng rực lên, nhưng anh ta nghĩ đến thực lực của, vẫn lắc đầu nói, anh đi đi, tôi ở đây đợi anh. Đường Tuấn nói cũng được, nhưng mà tầng thứ 8 khá rộng, bản thân anh cẩn thận kẻo bị lạc. Nói xong, anh lập tức đi vào lối vào tầng thứ 9, nhưng Triệu Huyền bỗng nhiên kéo anh, mặt đầy nghiêm nghị nói, sư đệ, tôi cảm thấy tầng thứ 9 thật sự nguy hiểm, với tư cách sư huynh tôi cần phải giúp anh, tránh để anh bị đánh chết. Khóe miệng đường Tuấn giật giật, người này vốn dĩ là bị tự mình nói trúng, sợ lạc đường ở tầng thứ 8. Lúc này có rất nhiều người ở tầng thứ 8 nghe được lời của Triệu Huyền, trong lòng bỗng nhiên lo lắng. Mấy người nhìn Triệu Huyền với ánh mắt kỳ lạ, chẳng lẽ thực lực của người này còn lợi hại hơn so với Trương Long Sơn? Có vài người này ra ý nghĩ dò xét, nhưng Trương Long Sơn vẫn còn ở đó, bọn họ không thể nào khác ngoài chấp nhận suy nghĩ này lập tức họ quyết định chờ lúc Trương Long Sơn rời đi, tìm cơ hội dò xét thực lực của Triệu Huyền. Triệu Huyền hồn nhiên không nhận ra lời nói của mình đã khiến người khác nhìn mình, thấy những người khác nhìn mình, không kiềm được căm tức nhìn đối phương nói, nhìn cái gì vậy, tình cảm của sư huynh đệ chúng tôi rất sâu đậm, làm phiền các người rồi. Mấy người nghe vậy, giận mà không dám nói gì. Bọn họ quyết định, nếu như thực lực của Triệu Huyền yếu giống như lời đồn, họ sẽ lập tức đánh anh ta gãy răng. Đường Tuấn vỗ chán, người này thật sự thích tìm chỗ chết mà. Đưa Triệu Huyền vào tầng thứ 9, Đường Tuấn không dừng lại, bước thẳng vào tầng thứ 10. Đùng đùng, họ vừa vào tầng thứ 10, đã nghe thấy âm thanh vang lên như sấm. Hai người cùng nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy vị trí trần nhà tầng thứ 10, từng luồng long khí đáng trôi không ngừng, những luồng long khí lộ ra màu vàng nhạt, đang trôi trong không trung tỏa ra ánh sáng màu vàng, trông rất thần kỳ. Mà những long khí trong trung gian, cơ thể nửa thật nửa ảo, dài chừng hai thước toàn thân phát sáng như một con rồng đang gầm thét. Âm thanh như sấm kia chính là tiếng gầm của chúng. Những luồng long khí này khác hoàn toàn với những luồng long khí khác, những luồng long khí khác vốn dĩ không dám đến gần nó. Đây là long tức, trong truyền thuyết tất cả chí tôn long khí đều là khí thức của long thần đã vô tình tỏa ra năm đó, nhưng lại có một luồng long khí là hơi thể của Long Vương biến thành, chẳng lẽ chính là luồng khí này? Triệu Huyền Thất Thanh nói: "Thân là thánh tử của Vạn Diệu Cung, anh ta biết được rất nhiều bí mật." Hai mắt của Đường Tuấn cũng hơi nóng lên, Long Tức Quả thật là bảo vật, hơn nữa còn là hơi thở rồng do Long Thần để lại, nó càng quý giá hơn. Đùng đùng đùng, từng tiếng đánh nhau vang lên trong không gian. Ở cách đó không xa, chừng hơn chục người đánh nhau. Nói một cách chính xác là một đám người đang ngăn cản đạo nhất thần tử. Đạo nhất người này rất mạnh mặc dù anh ta gặp bất lợi nhưng không hề tỏ ra chật vật. Đạo nhất, long tức này là do long thần để lại, được coi là vật của long tộc chúng tôi. Hôm nay tôi đến lấy trở về, đó cũng là vật về chính chủ. Một người đàn ông trẻ tuổi mọc hai cái sừng vàng trầm giọng nói. Ngao vấn thiên, anh đúng là ăn nói hàm hồ. Ai mà không biết năm đó long thần bị long chủ các anh đuổi khỏi long tộc. Bây giờ anh lại không biết xấu hổ đến cướp long tức nó thật sự là vật của long tộc anh gọi nó, nó phản ứng sao? Đạo nhất thần tử nói với giọng điệu không khách khí. chương 2904 Đường Tuấn nhìn về phía người thách đấu đạo nhất thần tử, đó là một người đàn ông có long rác vàng trên đầu, long lân trên mặt như ẩn như hiện và tỏa ra những tia sáng, thoạt nhìn có phần giống với long tức. Khí thế của anh ta cực kỳ mạnh mẽ, anh ta quyết tâm ngăn cản đạo nhất thần tử lấy được long tức. Ngao vấn thiên thần tử của long tộc, đứng thứ hai trong vạn tiên đại hội lần này, chỉ đứng sau đạo nhất thần tử tuyệt đại thiên kiêu. Khi đường Tuấn nhìn thấy người này, thông tin liên quan về anh ta hiện lên trong đầu anh. Về 10 người đứng đầu, đường Tuấn đã làm một số bài học trước khi bước vào tháp Đăng Long. Khuôn mặt của Ngao Vấn Thiên hơi trầm xuống sau khi bị đạo nhất thần tử chế diễu. Khi đó, Long chủ tướng đã đuổi Long thần trẻ tuổi ra khỏi Long tộc, chuyện này là một sỉ nhục cho Long tộc. Đạo nhất, bọn họ đều nói anh là đệ nhất thiên hạ, nhưng tôi không tin hôm nay tôi nhất định sẽ cùng anh phân cao thấp ngao vấn thiên tức giận khí thế của anh ta càng thêm mạnh mẽ trên tay anh ta xuất hiện một cây ba đinh đâm về phía đạo nhất thần tử cú đâm này như muốn xuyên thủng trời đất mang theo khí thế vô cùng hung hãn ác liệt đạo nhất thần tử cười lạnh một thanh kiếm xuất hiện trong tay anh ta chặn cú đánh của cây ba đinh anh ta sừng sững bất động nhưng ngao vấn thiên đã bị đẩy lùi lại hai bước một hơi thở mạnh mẽ nổ ra giữa hai người bọn họ làm mọi người xung quanh lui lại phía sau sức mạnh của đạo nhất và ngao vấn thiên cao hơn những người khác một đường mà đạo nhất lại mạnh hơn ngao vấn thiên một chút sự chênh lệch về thực lực của mọi người lúc này đã hiện ra ngao vấn thiên bị đẩy lui bằng một kiếm khuôn mặt đạo nhất lộ ra vẻ tự mãn nói ngao vấn thiên anh hóa thành bản thể còn cơ hội chiến đấu với tôi với tình trạng hiện tại vẫn còn kém hơn một chút Ngao vấn thiên giận dữ giống lên, cất cây ba đinh đi, thân hình nhoáng một cái, anh ta biến thành một tử kim thần long dài 10 mét. Long thần tách ra những tia sáng, với bốn móng vuốt ở dưới bụng, năng lượng bạo lực của nó bị phát tán ra xung quanh. Đây là bản thể của long tộc. Đạo nhất, lại tới đây. Ngao vấn thiên giống to, và chiến đấu với đạo nhất thần tử một lần nữa. Đạo nhất cũng thu lọ nụ cười trên mặt, vẻ mặt của anh ta trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. Đạo nhất và ngạo vấn thiên chiến đấu, những người khác không thể can dự vào nhau được, đám người liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời phát ra tinh quang, đồng thời bay về phía đỉnh đầu. Họ muốn nhân cơ hội để cướp lấy long tức và tăng cường thực lực của mình. Nhưng thật không may, tất cả mọi người đều đang ôm ý tưởng này, nhưng lại một lần nữa rơi vào một cuộc hỗn chiến. Ngoại trừ 10 người này, tầng 10 còn có những người khác, nhưng không có người nào ra tay giật lấy long tức, mà là lặng lẽ luyện hóa long tức. Không phải bọn họ không muốn tranh đoạt long tức, mà là thực lực của bọn họ kém hơn top 11 bậc, một khi đã dính vào, cái kết của bọn họ gần như chắc chắn là phải chết. Thay vào đó, còn không bằng luyện hóa long khí, tăng cường sức mạnh. Long khí đối với tầng thứ 10 có lợi rất lớn đối với động hư cảnh đỉnh phong. Bạch Phù. Đường Tuấn nhìn thấy Bạch Phù ngồi ở góc tầng 10 điều chỉnh hơi thở, trong mắt lộ ra sát khí. Bạch Phù cũng nhìn thấy Đường Tuấn trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. chương 2905 Anh ta ăn không ít đan dược, luyện hóa được một nửa long khí, thực lực khôi phục được một ít, còn chưa trở lại trạng thái đỉnh cao, cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Hổ tiêu Bạch Phu hét lên với nhóm chiến đấu ở phía xa. Hổ tiêu lúc này biến thành tư thế nửa người nửa hổ, nhìn có chút dữ tợn, nghe thấy âm thanh, lập tức nhìn sang, ánh sáng hung hãng nhìn chầm chầm đường Tuấn hung tợn nói, Trương Long Sơn, anh dám động thủ một chút không? Đường Tuấn dường như không nghe thấy, duỗi tay bắt một luồng long khí, truyền long khí vào trong cơ thể Triệu Huyền, nói tập trung luyện hóa long khí đi, việc còn lại cứ để yên. Triệu Huyền vốn dĩ muốn ngăn cản Đường Tuấn, nhưng long khí trong cơ thể anh ta biến thành một luồng linh khí cường bạo, khiến anh ta không có cách nào để ngăn cản, đành phải ngồi xuống, nhanh chóng luyện hóa long khí. Khóe miệng hiện lên vẻ tự diễu, cái này được coi như là làm mềm lòng người khác sau khi làm xong những chuyện này đường tuấn đi thẳng về phía bạch phù trương long sơn anh dám bỏ qua tôi tôi trước hết là giết anh hổ tiêu quát lớn một tiếng buộc đối thủ của mình lùi lại và sau đó lao về phía đường tuấn hổ tiêu đối thủ của anh là tôi một tiếng kêu truyền tới mộ thanh ngăn cản hổ tiêu mộ thanh hổ tiêu trên mặt lộ ra vẻ hung dữ nói cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô sao mộ thanh không nói gì vung tay đánh hổ tiêu một cái nhìn thấy hổ tiêu bị mộ thanh ngăn chặn vẻ mặt bạch phù biến đổi anh ta nói trương long sơn nếu anh dám giết tôi thành vạn diệu sẽ bị tổ tiên của tôi đánh cho không còn một mảnh đường tuấn cười lạnh một tiếng bạch phù không chỉ bị hổ tiêu phải đến giết chết còn không thể cắt đứt quan hệ với bạch mãng phản bội thiên địa kia bất kể là như thế nào đường tuấn cũng sẽ không bao giờ buông tha cho nó anh thật sự cho rằng tôi không có sức chiến đấu sao?" Bạch Phù giận dữ hét lên. Giọng nói rơi xuống, thân thể của Bạch Phù lắc lư, biến thành một con bạch mãng cũng dài gần 10 mét. Toàn thân trắng như tuyết, không một chút tạp khí nào, miệng há to lộ ra răng nanh, trông vô cùng hung dữ. Một nửa cơ thể anh ta như hòa vào khoảng không, giữa hư và thực. "Tôi sẽ giết anh trước, sau đó phá hủy thành vạn diệu." Bạch Phù hét lên vậy tôi sẽ lột da răn của anh trước. Sát khí trong mắt đường Tuấn càng thêm nồng đậm, bạch phù biến thành bộ dạng bạch mãng gần giống như con mãng xà mà anh từng thấy, nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều. Có thể chắc chắn rằng bạch phù phải là hậu duệ của con bạch xà đó. Đường Tuấn bộ dáng như một bóng ma, trên người xuất hiện con bạch mãng do bạch phù biến thành, nắm đấm của anh đập vào đầu con rắn, phát ra tiếng động. Mỗi lần đấm, bạch mãng lập tức phun ra một ngụm máu, máu chảy ra có màu trắng bạc trông rất kỳ ảo. Không chỉ vậy, Đường Tuấn còn thực sự lột sạch lớp phẩy trên cơ thể con bạch mãng, khi lớp phẩy được lột ra, cơ thể của con bạch mãng càng trở nên thật hơn. Con bạch mãng chạy toàn loạn, nhưng cũng không làm gì được Đường Tuấn. Vốn tưởng rằng bản thể có thể cầm chân Đường Tuấn một lúc, không ngờ lại càng thêm chật vật. chương 2906 Khí tức của con bạch mãng dần dần yếu ớt, cuối cùng hóa thành thân thể của Bạch Phù hiển nhiên đã suy yếu đến cực điểm. Ngay khi đường Tuấn chuẩn bị cho Bạch Phù ra đòn cuối cùng, một bóng ma xuất hiện trên đầu Bạch Phù, một con bạch mãng to lớn cuộn mình trên núi xuất hiện, một đôi mắt hình tam giác nhìn đường Tuấn, âm thanh giữ tợn nói tiểu bối, sao cậu dám giết con cháu tôi, muốn chết. Sau khi nói xong, hai tia sáng trói lọi từ trong đôi mắt hình tam giác phun ra. Thần Quang ngay lập tức chuyển đến, trong lòng đường Tuấn hiện lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là con bạch mãng kia, một ý nghĩ hiện lên trên thân thể bạch phù, nó chỉ thể hiện hiện vào thời khắc sinh tử. Bạch Long thần quân, những người tu luyện, bao gồm đạo nhất thần tử và ngao vấn thiên, đều nhìn thấy cảnh này. Bạch Long thần quân, vì vậy đây là tên của bạch mãng. Đường Tuấn ghi nhớ trong lòng. Vào thời điểm thần quang sắp đánh vào đường Tuấn, đường Tuấn đột nhiên biến mất xuất hiện ở đầu kia của tầng 10 thần quang thể không suy giảm, đánh vào tháp Đăng Long, thực sự đã đục một lỗ trên tháp Đăng Long. Thuấn Di, mọi người đều bị sốc. Đây là trong vạn tiên hội, bên cạnh đạo nhất thần tử, Đường Tuấn là người tu luyện thứ hai bày ra phương thức Thuấn Di này. Toàn hiện trường bỗng im bặt. Ngay cả khi trước đó Đường Tuấn đã đánh bại Bạch Phù thì tất cả mọi người cũng chỉ coi anh như một cường giả nằm trong cấp bậc 20 thôi. Nhưng khi anh thể hiện thủ đoạn di chuyển tức thời, Mọi người đều so sánh anh với 10 nhân tài hàng đầu. Coi như Đường Nhiêu bây giờ cảnh giới không bằng, nhưng anh đã thành thạo dịch chuyển tức thời. Nếu nói về khả năng chạy trốn và khả năng ám sát thì anh đứng đầu trong số người tu hành ở động hư cảnh. Tên gia hỏa này đúng là có thể khiến mình kinh ngạc mà. Triệu Huyền cười khổ, Bạch Phù không cam lòng nhìn Đường Tuấn, căm hận nói, tôi sẽ nhớ kỹ tới anh. Sau khi nói xong, bóng dáng của anh ta vọt lên, bay ra ngoài cái cửa hàng từ trên tầng 10, coi như lần này anh ta đã chủ động từ bỏ để leo lên hội đăng Long Lâu. Sau khi anh ta bay ra ngoài, cửa hàng của Long Lâu tự động khép lại. Đường Tuấn không có ngăn cản, anh ta muốn làm gì thì cứ làm đi. Nếu không dựa vào khả năng dịch chuyển thành thạo của mình, cho dù Bạch Phù có muốn chạy trốn cũng không thể thoát được. Ghê tởm! Hổ tiêu trượt quát lên một tiếng, dưới mắt của chính mình, Bạch Phù lại bị ép vào tình huống như vậy. Nhưng đối với anh ta thì chuyện này chính là một sự sỉ nhục. Mộ Thanh, cút khỏi đây ngay cho ta. Chương 2907. Hổ Tiêu giống cuồng dã, thân hình nâng lên một chút, đầu hổ hình người, trên người mang bộ lông trắng dày đặc, cơ bắp cuồn cuộn, giống như một con bạch hổ hình người. Bàn tay của anh ta giống như hổ trưởng, lộ ra những ngón tay sắc bén, lao về phía Mộ Thanh. Mộ Thanh không kịp né tránh nhưng bị hổ trưởng cào xé rách ra thịt ở cánh tay và quần áo, máu tươi chảy ròng ròng. Mộ thanh, tu la thần tử thấy thế, vội vàng hô lên. Anh ta muốn lao tới, nhưng bị ngao vấn thiên biến thành tử kim thần long ngăn anh ta lại. Anh không phải là đối thủ của anh ta đâu, để tôi đi cho. Ngay khi mộ thanh đang chuẩn bị liều chết chiến đấu, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mộ thanh quay đầu lại, phát hiện Trương Long Sơn đang đánh về phía của mình nhìn thấy vết thương của mộ thanh đường tuấn nói hổ trưởng của anh ta có độc tốt hơn hết cô nên dùng nước huyền băng để giữ anh ta lại sau đó dùng cỏ huyết linh để đẩy chất độc ra ngoài nếu như lúc này cô còn động thủ với người khác thì chỉ sợ vết thương của cô sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi mộ thanh ngơ ngẩn ánh mắt khẽ run trên hổ trưởng của hồ tiêu có độc ngay cả cô ấy cũng cảm thấy hơi khó đối phó nhưng trương long sơn ở trước mặt nhìn thoáng qua người đưa ra phương pháp điều trị sau khi suy nghĩ trong đầu một chút mộ thanh liền biết phương pháp trị liệu này là hiệu quả nhất anh ta chẳng lẽ là y sư sao mộ thanh nhìn bóng lưng của trương long sơn dường như dần dần hợp nhất với bóng lưng của đường tuấn không không phải anh ấy mộ thanh kịch liệt lắc đầu cho dù là trương long sơn này cho cô ấy cảm giác rất quen thuộc còn biết hy thuật nhưng cuối cùng cũng không phải người mà cô ấy muốn gặp Mặc dù như thế, cái tên Trương Long Sơn này vẫn khắc sâu ở trong đầu của cô ấy. Trương Long Sơn, anh quá phách lối." Hồ Tiêu trầm giọng nói, cho dù anh có thông thạo thuật dịch chuyển, nhưng cũng không phải bất khả chiến bại. Hồ Ly. Giọng anh ta vừa rơi xuống, Hồ Ly đang đợi ở trong góc bỗng đứng dậy, một làn sóng phát ra từ cơ thể cô ta, lập tức lấp đầy một nửa không gian tầng 10. Sắc mặt Đường Tuấn chợt biến hóa, nhìn về phía Hồ Ly. Hồ Tiêu Đắc Ý nói, đây là nhân tài của Hồ Ly nhất tộc, trong thời gian ngắn có thể trấn áp hư không, khiến anh không thể dịch chuyển được nữa. Trong khoảng thời gian này, tôi có thể sẽ giết chết anh 100 lần. Xoẹt, chương 2908 Thân thể Hồ Tiêu lao nhanh vào đường Tuấn như một ngọn núi, hổ trưởng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Những tiếng động tùng tùng vang lên không ngừng, đường Tuấn và Hồ Tiêu trực tiếp đấu vật lộn với nhau. Hồ Tiêu vốn vẫn còn khinh thường, phải biết thân xác của yêu tộc sẽ mạnh hơn rất nhiều so với người tu hành khác, nhưng khi nắm đấm của đường tuấn khế chấn động đến cánh tay làm anh ta có chút tê dại, thì hổ tiêu mới bỏ đi vẻ khinh thường kia. Nếu tên gia hỏa này không phải Trương Long Sơn, thì cuối cùng anh ta là ai chứ? Lúc nào ở tinh vực kỳ lân lại xuất hiện tên này vậy? Trong lòng hồ tiêu kinh ngạc, chiến đấu một hồi, anh ta mới nhận ra thực lực của đường Tuấn nhất định không thua kém mình chút nào, đủ để xếp vào top 10 nhưng mà tôi cũng không phải bạch phù thu hồi sự khinh thường sức mạnh của hồ tiêu lại lần nữa bùng nổ nhưng có xu hướng đè ép đường tuấn khi chiến đấu nhưng ngay cả như vậy tất cả mọi người trong sân đều rất ngạc nhiên không biết trường long sơn của vạn diệu cung lại mạnh đến như vậy một vài người vốn dĩ muốn đánh chết triệu huyền và chiếm lấy long khí ở trên người anh ta nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh của trương long sơn bọn họ không còn cách nào khác đành phải đè nén ý nghĩ của mình lại Triệu Huyền cười khổ không thôi, nhìn Đường Tuấn ở trên không trung, nói thầm: "Lão Đường, anh phải chống đỡ đó, nếu như anh thua, tôi cảm giác như mình sẽ bị vây đánh đến chết đó." Tùng. Đúng lúc này, hổ tiêu và móng vuốt hổ bắt đầu hợp lại với nhau, tạo thành một cái chùy, từ trên không đập xuống Đường Tuấn. Khóe miệng của Đường Tuấn tràn ra vết máu, xem ra đã bị tổn thương một chút. Hổ Tiêu đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn đường tuấn nói nếu như anh làm bạch phù bị thương thì tôi sẽ bắt anh phải đền mạng có thật không đường tuấn cười chế nhạo quét vẻ đồi bại trong ánh mắt đi di chuyển thân hình kéo ra một đạo dư ảnh lao thẳng vào phía hồ ly đứng cách anh không xa hồ tiêu thấy thế lập tức kinh hãi vừa rồi trương long sơn là do anh cố ý đánh chủ ý lên mục tiêu của anh chính là hồ ly anh ta đã nghĩ thông suốt ra mọi thứ ngay lập tức nhưng đã quá muộn Đường Tuấn tung ra một nắm đấm, ngay cả khi cuối cùng hồ ly cưỡng ép biến thân, hóa thành một hồ ly lông tóc hoa hồng thì đều vô tác dụng cả. Khi Đường Tuấn nhìn thấy hồ ly muốn quất những loài người đó, anh đã nảy sinh ý định giết người với hồ ly. Lúc này mang theo nồng đậm sát ý một quyền, trực tiếp xuyên thủng hồ ly phần bụng, ngay cả nguyên anh và tinh thần đều bị vỡ vun. Ách ách, hồ ly đưa tay ra, định túm lấy đường Tuấn, nhưng lại bắt hụt, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt ngã xuống đất. Ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng. Tại sao chứ? Cho đến khi chết, Hồ Ly vẫn không hiểu rõ mình đã đắc tội gì với Trương Long Sơn, lúc nào mà khiến đối phương bị thương cũng muốn giết chết cô ta. A! À, à, à. Nhìn thấy Hồ Ly chết, Hồ Tiêu suýt chút nữa muốn phát điên. Trương Long Sơn, tôi nhất định phải giết chết anh. Chương 2909. Hồ Tiêu giống lên điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, toàn thân bị một đám xương máu quấn lấy thân thể không ngừng bành trướng, phát ra tiếng kéo cả kéo kẹt. Tên gia hỏa hổ tiêu này điên rồi sao? Đúng là thuật sôi máu có thể giúp nâng cao thực lực của anh ta trong thời gian ngắn, nhưng sau đó lại lâm vào khoảng thời gian suy nhược. Khi đó, nếu không có người bảo vệ, anh ta gần như chắc chắn sẽ phải chết ở trong long lâu rồi. Có người kinh ngạc nói, bây giờ hồ tiêu không quan tâm đến thời kỳ suy nhược nữa. Mặc dù hồ ly là tỷ nữ của anh ta, nhưng cô ta cũng là người cực kỳ thân thiết với anh ta nếu bị trương long sơn giết chết như thế này anh ta có thể chịu thua mới là chuyện lạ có người lại đồng tình nhìn đường tuấn xương máu bao phủ lấy hồ tiêu một lúc rồi đột nhiên toàn bộ tràn vào trong cơ thể của anh ta đến lúc này hình thái của hồ tiêu đã khác hoàn toàn so với trước đây mặc dù chiều cao không thay đổi nhưng cơ bắp toàn thân dường như đã trở thành màu đỏ như máu lộ ra vẻ khát máu tùng hổ tiêu lập tức xuất hiện ở trước mặt đường Tuấn, đấm vào ngực đường Tuấn một cái. Qua nhanh, đường Tuấn sừng sốt, tuy rằng hổ tiêu không thành thạo thuật dịch chuyển, nhưng tốc độ cũng không chậm hơn so với dịch chuyển trong cự ly ngắn, ngay cả dư ảnh cũng không bắt được. Lực lượng khổng lồ đánh vào lồng ngực của đường Tuấn, cả người đường Tuấn đập vào tường của Long Lâu, cả tòa tháp Long Lâu phát ra tiếng vang ầm đến nghẹt thở. Hổ tiêu kiêu ngạo bay lượn ở trên không trung, ánh mắt khinh thường nhìn đường Tuấn bị đập vào trên vách tường, lạnh lùng nói lúc đầu tôi đã sớm không muốn sử dụng thuật sôi máu ra dùng cấm thuật này đối với anh thật quá đáng tiếc nhưng anh thật sự đáng chết lại dám giết chết hồ ly anh ủ rũ cười nói tác dụng của thuật sôi máu có thể tiếp tục kéo dài nửa canh giờ không biết anh có thể kiên trì nổi được không có một hồi khí lạnh vang lên ở trên long lâu sau khi vận dụng thuật sôi máu thực lực của hổ tiêu đã đột phá lên một cấp gần như tương đương với đạo nhất và ngao vấn thiên nửa giờ nữa chỉ sợ anh ta có thể giết chết Trương Long Sơn, không chỉ hơn trăm lần. Điên rồi, tên gia hỏa này điên thật rồi. Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu của đám người. Dường như 10 thiên tài hàng đầu đều có cấm thuật tương tự như thuật sôi máu hoặc át chủ bài khác, nhưng cuối cùng đều sẵn sàng bộc phát, vô cùng hiếm khi sử dụng cấm thuật vì nhất thời giống như hổ tiêu. Ánh mắt mọi người nhìn đường Tuấn có chút thương cảm, hổ tiêu có thể kéo dài trạng thái này nửa canh giờ, Trương Long Sơn sợ rằng sẽ bị tra tấn đến chết mất. Trong lòng Triệu Huyền cũng giấy lên, Đường Tuấn sinh tử xác định tình huống của anh ta, hai tay nắm chặt, thầm nói, lão đường, người phải chịu đựng. Đây là tầng thứ 10 rồi, cho dù tôi liều mạng trốn thoát, nhưng nếu tôi bị lạc đường thì phải làm sao đây? chương 2910 Vào lúc này, đường Tuấn dựa lưng vào vách tường ở phía sai, hai mắt hơi híp lại, thầm nói, xem ra chỉ dùng ba phần thực lực thì sẽ không đủ bóp chết bọn họ rồi. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Đường Tuấn cảm thấy có chút đáng tiếc. Từ khi trèo lên long lâu đến bây giờ, anh mới chỉ dùng chưa tới ba phần thực lực, cũng không có sử dụng các át chủ bài như y đạo, thần văn, thế giới nhỏ và tinh thần lực bát phẩm đâu. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, rõ ràng dựa vào thực lực hiện tại thì không thể đánh bại được hổ rượu, rõ ràng là không thể nào. Cú đánh của Hồ Tiêu vừa rồi khiến anh bị thương nhẹ ở lưng, lúc này máu chảy ròng ròng ra bên ngoài. Không hổ là 10 thiên tài hàng đầu của Văn Tiên, anh thật sự có thể để cho tôi dùng nhiều sức lực như vậy." Trong lòng Đường Tuấn chân thành khen ngợi. Nếu Hồ Tiêu nghe được câu này, không biết anh ta sẽ cảm thấy như thế nào. Ngay khi Đường Tuấn chuẩn bị bắt đầu ra tay, vẻ mặt của anh ta có chút thay đổi. Lúc trước khi ở lầu 1, anh cố gắng có ý đầu nhìn thấu cấm chế của Long Lâu cuối cùng khiến hai mắt chảy máu, cũng không dám thăm dò nữa. Nhưng vào lúc này, anh tựa lưng vào bức tường của lầu 10, đột nhiên có một cảm giác khác. Anh dường như đã biến thành một linh khí của long lâu, nhìn thấy những gì đã xảy ra ở mỗi tầng. Để tranh đoạt long khí và có được danh ngạch, mọi cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra, dường như mỗi lúc đều có người đang chết đi. Những người chết này đều sẽ biến mất ở trong long lâu, có vẻ như bọn họ đã được chuyển ra ngoài rồi mà máu tươi phun ra từ những người bị thương đó cũng được long lâu hấp thụ trải qua bao nhiêu chém giết long lâu đã không còn một mùi máu tươi nào nữa đây là gì con người của đường tuấn bỗng nhiên có rụt lại anh không nhận ra được lúc này máu chảy ra ở phía sau lưng cũng bị long lâu hấp thu vào mà nơi đó dường như phát ra một thứ ánh sáng khác nhưng vì bị người ta phong tỏa thân thể nên người ta mới không phát hiện lúc này đường tuấn đã hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng mà chính mình vừa nhìn thấy trèo lên long lâu mang đến cho anh một cảm giác rất quỷ dị, giống như là một chỗ tu luyện, người thua cuộc thì bị lực lượng không biết tên nuốt chừng, không còn sót lại bất cứ thứ gì cả. Trương Long Sơn bị đánh đến hồ đồ rồi sao? Còn vốn tưởng là là thiên kiêu, nhưng không nghĩ tới không chịu được thất bại nên dáng vẻ mới thất thần như thế. Khi mọi người nhìn thấy đường Tuấn lộ ra vẻ si ngốc, thất thần này đều bật cười nói. Triệu Huyền khẽ cao mày, theo hiểu biết của anh ta thì Đường Tuấn không phải loại người không chịu nổi đả kích này. Hồ Tiêu cười lạnh, nói, nếu mới đả kích như thế mà đã không chịu nổi, vậy thì anh đi chết đi. Nói xong, thân hình của Hồ Tiêu lập tức phóng tới đỉnh đầu của Đường Tuấn, dùng một chân dẫm lên. Nếu như một cước này đạp chúng, chỉ sợ của Đường Tuấn cũng bị trực tiếp nổ tung. Lúc này, Ngao Vấn Thiên cũng đang chiến đấu với nhất đạo thần tử, lạnh lùng nói, đạo nhất, đây là thanh niên tài năng đến từ kỳ lân tinh vực của anh sao? Anh cứ nhìn anh ta bị giết chết như thế này sao, không định đi cứu anh ta sao? Đạo nhất thần tử chặn móng vuốt của Ngao Vấn Thiên, cũng lạnh lùng đáp lại nói, nếu như anh ta chết dễ dàng như vậy, đó cũng là mệnh của anh ta, đáng chết ở chỗ này. Đúng là dối trá, chỉ sợ là bởi vì thánh nữ mộ thanh thôi. Ngao Vấn Thiên châm chọc nói. Audio điện tử võ tấn bền.